tí ra ngõ không? Đấy, gia đình đầu tiên bắt đầu ăn thủ pháp nhá. Ngồi trông như kiểu ở Mỹ quá ấy nhỉ. 75 rồi. 75, 8 năm rồi. Ờ, 8 năm. Thế là bác là chủ ở nhà hàng này đúng không? Đúng không? Chủ cũng được mà không chủ cũng được, không quan trọng. Nhá. Thôi để bác ăn, chảy rồi đấy. Đây là Giang đến mừng sinh nhật của mẹ đây. Nhớ thì ghi lên. Hôm nay sinh nhật phu nhân lão gia đưa cả nhà đi. Đây bánh sinh nhật của nhà đây. Rồi. Cháu quay bắt cháu không gọi điện trước. Cô cháu vừa ăn cơm nhà xong. Vừa ăn cơm xong. Nhiều. Xong no rồi. Cơm cũng phải ăn đi, bây giờ gọi rồi. Ăn đi. Cho cháu ăn miếng này. Ăn đi. To vào.